Đấy nha, cậu làm một cái biển khác với cái biển lần trước. Ví dụ cái biển lần trước là hàn chết đấy nha, cái khung này hàn vào đây, nhưng mà lần này là không làm thế mà mình làm cái khung rời ra. Đây làm hai cái thanh này, hai cái thanh dưới này và hai cái thanh dọc này là thanh sắt hộp 20 đúng không? Đây, sau đó chúng ta làm cái móc này, bốn cái móc này, và chúng ta sẽ treo ở phía sau. Ở phía sau này cũng có bốn cái lỗ tương ứng, một cái lỗ mà chúng ta lắp vào đây đấy, một cái lỗ chúng ta chế lắp lắp vào đây đấy. Đồng thời là móc vào đây, khi nào cần thì họ tháo ra để họ thay cái mặt này. Còn cái mặt này thì anh đang in, anh đang đang gõ nốt đấy. Còn đây là ghi là sơ đồ trường mầm non Tuổi Hoa nhé, đây là biểu tượng của trường nhé. Biểu tượng của trường thì lát nữa sẽ tìm và in ra, sau đó sẽ dán vào đây, hoặc là không không làm cái biểu tượng này nữa, không không đây, bỏ cái biểu tượng này đi này, sau này mình sẽ dán sau đúng không? Đó,